Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay sàn ô tô thủ đô lại về một trong những mẫu xe họ nhà Land Cruiser. Đây là một chiếc xe Toyota Land Cruiser sản xuất 2020. Xe thì được sở hữu một động cơ 4.6, máy V8 hút khí tự nhiên, một trong những dòng xe không còn được sản xuất trên toàn cầu nữa rồi. Đây là một trong những chiếc xe Toyota sản xuất cuối cùng, vì sau này là được trang bị động cơ 3.6 turbo. Với một chiếc xe 4.6 động cơ mạnh mẽ thì các bạn có thể thấy đây là một trong những chiếc xe rất nhiều người tìm kiếm ở năm 2022 này rồi. Anh chị em thực sự là quan tâm thì không thể bỏ qua được chiếc xe này, vì chiếc xe còn quá mới, mới chạy được hơn vạn km thôi. Chiếc xe thì được trang bị kín đồ chơi luôn rồi, mà âm thanh giải trí JBL, màn hình LG, và đặc biệt là cũng có đủ đèo leo dốc, sấy sưởi ghế, các chế độ đường đi, gài cầu khóa cầu. Xe trang bị một tủ lạnh phía giữa, có thể để được khá nhiều nước. Xe thì trang bị cửa lóc, nội thất da bò, ghế điện. Anh chị em thực sự quan tâm thì xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0989980380. Sàn ô tô thủ đô, số 3 Nguyễn Văn Huyên, chuyên cung cấp mua bán trao đổi các dòng xe siêu lướt siêu sang, có hồng cao cho anh chị em giới thiệu. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bạn.